các bạn. Hôm nay cơ sở tôi sản xuất cho hai như dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô. Đấy, về cái chất liệu bằng nhíp xe ô tô, còn về cái trọng lượng con dao này là 4 lạng, dùng để băm thái chặt xương gan xương gà. Đấy, như con dao này cơ sở tôi mới vừa dàn xong, bây giờ chuyển sang cái giai đoạn làm nguội. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu của video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Cơ sở tôi sản xuất rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp.
bạn thấy là con dao này rất là đẹp, về cái mẫu mã thì quá chi là đẹp rồi, về cái chất lượng thì bằng nhíp cho tôi rất chi là tuyệt vời, rất tốt. Tôi cân cánh lại các bạn xem, mẫu dao rất chi là đẹp. Đây là phần cái chui dao, như cái cán này tôi sẽ lắp vô là nó sẽ như thế này, đấy, thấu chui ra một bên, đấy, rất chi là chắc, cán rất đẹp. Còn về cái độ dài và cái bán to tôi sẽ đo cho các bạn xem nhé. Cái chiều dài của con dao này là 30 phân, còn về cái bản của con dao này là 7 phân. Đấy, 7 phân. Về cái mẫu dao rất thì đẹp, về cái chất liệu của con dao này là bằng nhíp xe ô tô. Còn về cái trọng lượng con dao này tôi sở tôi làm là 4 lạng, dùng để băm thái và chặt. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu của video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Tôi sở tôi sản xuất rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, các bạn nhớ chia sẻ video của tôi nhé. Cân cánh này các bạn xem, quá chi là đẹp, quá chi là tốt. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo tôi nha, Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Mẫu dao quá chi là đẹp. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Tôi sản xuất rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.